Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục lại được chiêm ngưỡng một trong những đội hình khủng nhất tại server hiện nay. Một con số lên tới 147.000 tỷ với một đội hình của Real Madrid full cộng 8 với rất nhiều những cầu thủ đặc biệt. Chúng ta sẽ có Ronaldo de Lima của mùa Nigeri. Đây là một trong những cầu thủ thực sự là rất hiếm ở server hiện nay. Số lượng rô béo cộng 8 của mùa giải này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và chúng ta nhìn qua về chỉ số của rô béo của mùa giải này. Vâng, tốc độ 141, tăng tốc 142, dứt điểm 141. Cái gì đây? Rô béo mùa này vẫn sẽ có hai chân 5 năm, có 3 tốc độ sút xoáy tinh tế và qua người. Mức giá của rô béo mùa giải này là 11.300 tỷ. Nhưng không ai bán đâu, có tiền thì cũng không thể mua được. Đá ngay bên cạnh rô béo thì chúng ta sẽ có CR7 của mùa 21 Totti cộng 8. Cũng là một trong những con hàng khét tiếng một thời. Vâng, tốc độ 134, dứt điểm 138, được sút 138. Hai chân 5 năm, có phổi ở mùa giải này. Ronaldo cũng không có quá nhiều mùa giải có lốt đến cùng. Và đây là một trong những mùa giải mà Ronaldo có rất nhiều những chỉ số ẩn đẹp. Hai chân 55m87. Một trong những mùa giải mà đến thời điểm hiện tại thì CR7 vẫn rất đáng để lựa chọn và sử dụng nhé. Anh em có con hàng cộng 5 thì vẫn cánh tim ầm ầm. Nhưng ở đây chúng ta có cộng 8 của CR7 mùa 21 Totti. Để hỗ trợ dành cho bộ đôi khủng khiếp song rô, chúng ta sẽ có Benzema của mùa 22U. Vâng, Benzema của mùa giải này thì cũng là một con hàng khiếp đòn anh em ạ. Lương chỉ 23 thôi. Tốc 131, 131. Những chỉ số thực sự rất là đẹp anh ạ. Đỏ điên luôn này. Dã man thật. Giá thì chắc là tí nữa tôi sẽ kiểm điểm danh sau. Bộ 38 tấu trẻ hàng công đều có hai chân 5 năm, chỉ số lên tới 133 và 135. Đảo xuống hàng tiền vệ, chúng ta sẽ có Michael Essien của mùa Icon The Moment cộng 5. Ui, vãi đái đấy, Essien Icon The Moment hàng xịn. Chỉ số đẹp nhờ, 4 sao kỹ thuật có phổi sút ra. Ui, vãi đái, thể lực 141. Chỉ số kìa, nó đỏ điên với Essien. 135 chỉ số tổng, có mỗi dư bóng là 129 mà thôi. Sợ thật, Essien Icon The Moment. Và hai cầu thủ sẽ đá trên, chúng ta sẽ có Tony của mùa 23 Totti 8. Và Van Dijk đấy cũng ở mùa Totti 8 luôn à. Sao lại đập được nhở? Sao lại đập được mấy con này cộng 8 nó dễ thế nhở? Toàn hàng gọi là hàng hiếm luôn ạ. Ui dồi ôi, Tony nó truyền 142, truyền dài 142. Truyền rồi ăn mừng luôn chứ còn gì nữa. Sợ thật. Van Dijk đấy chạy bao nhiêu? Ui mùa này chạy 138, 135 luôn ạ. Khủng khiếp thật. Và bộ ba hàng tiền vệ nhìn khiếp đòn thật. Rồi hàng thủ thì sao? Chúng ta sẽ có là Rudiger của mùa World Cup, đá bên cạnh là Sergio Ramos của mùa 21 Totti. Cũng đều là những con hàng rất là hiếm nhá. Rudiger mùa này chạy cũng bình thường quá nhở. Chạy có 137 thôi anh em ạ. Một trung vệ chạy gần 140 thôi, ít thôi mà. Và Ramos thì chạy 131 thôi, hơi chậm nha. So với cái tốc độ thì Ramos cũng gọi là hơi chậm ở đội hình này. Bên trái thì chúng ta sẽ có là Theo Hendes của mùa LOL cộng 9 á. Cộng 9 luôn á. Vai trưởng tôi tưởng là cộng 8, lại có cộng 9 ở đây nhở. Và với việc sở hữu cộng 9 của Theo Hendes, chúng ta có một tốc độ một hậu vệ trái lên tới 141 và 140 mà tốc độ đi kèm. Cái gì đây? Có khi chúng ta làm một video riêng về Theo Hendes đá tiền đạo cũng được luôn mà. Theo lên tiền đạo 129, CF 130. Vai đái thật, thằng Theo Hendes này. Có khi tôi phải làm một video review riêng về nó đấy. Bế con mẹ cả tim bạn chạy luôn mà. Nhìn khiếp nhở. Rồi bên này thì chúng ta sẽ có Hakimi. Hakimi chạy là 138 và 138 với ma tốc độ đi kèm. Nhìn điên thật đấy. Con này thì có lẽ chúng ta không gọi là Theo Icon nữa rồi, mà phải gọi đây là Theo Icon The Moment luôn chứ còn gì nữa. 141 về tốc độ. Rồi ở phía dưới thì sao? Ở phía dưới chúng ta sẽ còn có thêm là Hazard MS cộng 8, BOE MS 8, Beck BTB, Varane BTB 8, Cavazan 8 và Minitao E21 8. Không thích đá Ramos anh em để cho Varane ở đây được à? Cũng vừa sinh lương nhá. Varane vào đây thì chạy 133 thôi. Hơi chậm nhỉ. Ở dưới này thì bác chủ có thêm một vài những lựa chọn của Chelsea thì phải. Drogba, Chelsea 8, Rutgulit cộng 6 à? Ủa khiếp nha, cộng 6 mùa Icon. Jola của mùa Chelsea 8, Seva Icon 6, Joko Chelsea 8, Tomori Totti cộng 8, Epiniqueta cộng 8, Rondo CC 5, Aniko Chelsea 8, James 8, Haneski 10, Củ Tỏi 8, Neuer 9 và Begovic cộng 8. Nhìn mê nhờ. Nhìn đọc quả đội hình này nhìn cũng khiếp đòn thật.
đội hình hiện tại đang đứng top đâu đó khoảng top 10-15 tại server anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ điểm về chi tiết của những con người này nè. Giá trị cao nhất đến từ CR7 21 Tuti với gần 20.000 tỷ, vẫn có người đặt mua này. Gulit khoảng 13.600 tỷ. Michael Ballack cộng 7 cũng là một con hàng rất hiếm nhá, 12.000 tỷ. Dondor de Lima Legendary 13.000 tỷ. Con này nói chung là mắc giá này cũng không ai nhả cả, 12.400. Rondo CC hơi ảo một chút, 7.400 tỷ. Rudiger khoảng 9.000 tỷ. Seva khoảng 8.000. Tomori cũng khoảng 7.000 tỷ. Drogba 7.600 tỷ. Varane khoảng 6.000 tỷ. Ramos 7.000 tỷ nhưng không có ai bán cả, vẫn có một người đặt mắc nhờ. Những con hàng này vẫn được anh em săn nón rất là nhiều này. Bách của MBTV 6.000 tỷ có thể mua được. Benzema cũng mùa hiếm đấy, 5.600 tỷ. Michael Essien cũng có người đặt mua luôn với mức giá khoảng 5.000 tỷ. Ủa nhiều quá anh em ơi, cũng không muốn đọc hết anh em ạ. Dã man thật, con số nghìn tỷ đội hình này là rất nhiều luôn. Yola 4.000, Hakimi cũng tầm đó, và Vardy, Militao đều trên 3.000 tỷ. Tony mùa này rất hiếm nhưng mà 2.000 tỷ thực sự quá rẻ với Tony luôn. Joko 1.800, Epiqua cùng với Bale khoảng 3.500. Dưới này có Hazard với James thì cũng tương đối rẻ. Cavazan cũng thế. Thấp nhất đội hình này thì con Diego Lopez này chỉ tầm khoảng 200 triệu thôi. Điên nhỉ. Thực sự thì với những cái đội hình mà anh em chiêm ngưỡng những đội hình khủng nhất tại server như thế này thì cũng là một cái điều gì đó sẽ giúp cho anh em gần gũi hơn về những đội hình khủng nhất tại server hiện nay, và thực sự nó đẹp thật. Rồi không phải chờ đợi gì nữa đâu, chúng ta sẽ đến ngay với những bước chạy đầu tiên của siêu đội hình Real Madrid cực kỳ khủng khiếp này. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm mẹ tắt ở bóng nhanh ấy nhỉ. Chúng ta sẽ đến với sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình Real Madrid 147.000 tỷ, gọi là 150.000 tỷ đấy nhá. Hôm trước có gì với đội hình hiếu cạnh cũng... Chắc là nhả đối với một bàn cho đỡ ao chứ đúng không anh em? Một bàn cho đỡ ao thôi mà đúng không? Anh em hiểu tôi mà đúng không? Ai chả hiểu thế, ai chả biết điều đó mà. Ai chả biết điều đó. Ơ ui, nếu như anh em bỏ Essien ra và anh em thay một con cộng 8 có thể lân thủ môn lên một chút được đấy. Rồi ok, Rondo. Ui, Rô chạy kìa. Rô chạy kìa. Ben, mà em bị đóng gãy cả giò của nó luôn kìa. Rudiger, pha phạm lỗi này là rõ ràng rồi, không có bất kỳ một sai lầm nào của trọng tài cả, đốn gãy cả giò nó luôn. Rồi ok, xong rồi đấy. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Bàn thắng đầu tiên dành cho siêu đội hình này. Rồi không chủ quan nữa nha anh em nhá. Quả cáp đến thế thôi, quả cáp đến thế thôi. Quả cáp đến thế thôi. Đừng nói đây là tiền đá nhá, đừng nói đây là một câu tiền đá một chút nào cả. Kỹ năng đấy. Như bay là như vậy, như bay là như vậy đấy. Như bay là như vậy này. De Lima, De Lima, De Lima. Bằng 11.000 tỷ với De Lima của mùa LL kìa. Bột nó mượt thế nhỉ. Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Thằng thủ môn, thằng thủ môn kìa. Tôi xin, tôi xin, tôi xin. May ấy, may mà tôi nhả cho đúng một bàn đầu tiên. Chứ chắc giờ này đồ choáng lắm rồi đấy. Choáng lắm rồi. Dã man thật. Mình chạy nhanh thật, sướng thật. Karim Benzema. Ủa. Vít luôn thì vít con mẹ luôn thì đỡ phải đau đầu lần cần cái điều gì. Thả vào đây. Gì đây? Sao đẩy con phát sút là vào đúng luôn vậy? Đừng ai nói đây là tiền sút nha, đừng ai nói là kỹ năng đấy nhá. Deliver!
quả bóng kìa. Nhìn khe vậy. Sao nhìn nó khe vậy? Ôi, đi quả bóng, nó sút quả bóng kìa. Ôi, đi nó phản lưới kìa. Cần thêm một bàn nữa đi. Một bàn nữa trước khi kết thúc hiệp đầu. Đức Quân đã uy xe 10.000 đồng, tầm giá 3.000 đồng. Ok. Đám anh có vẻ anh em không chịu nổi nhiệt. Chắc là mấy anh em kênh chat sẽ mang đến sự uy tín nhiều hơn. Rồi bạn đâu? Bạn đâu? Anh em cũng chưa chịu được nhiệt đâu. Tỷ số là 1-0 ngay phút thiếu thứ 3. Mike Nessian. Rồi, căng ngang vào xong còn gì nữa. Không này, dí ngay đấy được rồi à. Rồi, ok chưa? Ok chưa Lã Phong ơi? Một sức mạnh hủy diệt của 145.000 tỷ. Ôi à, béo trơn ấy. Tí tí nghỉ nha. Rồi Ronaldo. Cancelo làm sao đuổi được. Em xem về đây. Nhẹ quá. Phải phải ngắm lại một tí. Đã không bắt gì nhờ. De Lima. Bắt. Sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội như vậy nhờ? À? Béo xúc điêu ấy nhờ? Ronaldo. Lã Phong, mày đoán. Rồi, De Lima. Đỡ lửa đi Phong ơi. Thằng Lã Phong này bắt rắn gỏi em phết đấy chứ nhờ. Mắc mà. Mắc cái máy lên. Lấy công bù thủ. Chả phải bù gì đâu mà. Chả phải bù cái gì đâu mà. Cái gì nó tuyệt vời. Cái gì nó tuyệt vời mà. Ơi à. Ôi hỏng rồi. Henry. Henry xịt này. Henry vẫn ghi bàn à. Hát đi câu kịp không. Câu kịp không. Ta thử vào đầu Ronaldo nào. Đẹp nhờ. Cái đầu nó đẹp thật đấy. Sở trường của Ronaldo đến... à, của Stenberg. Đấy rồi, MD đến rồi đấy. MD đến rồi đấy. Tím mặt thằng trách luôn này. Công chuyện này đáng có vẻ rắn phết nhở. Tôi bí thế anh em ạ. Tôi bí thật đấy. Ủa đấy mất xịt à. Thế con ba này đến đầu kinh nhở. Hai pha không chiến không thể cản rồi. Tự nhiên bấy biệt vị đằng cái đéo gì không biết. Chỉ hai đều cho nó 2-2 một tí anh ạ. Bấy mình bấy sai. Bấy lỗi. Rồi ok. Nhẹ nhàng thế này thôi. Đồn đồ đã sướng nhở. 21 Toti 8. Trận này mình phòng ngự lỏng vậy. Vung. Khó bắt nhờ.
Những pha bóng đổi hướng liên tiếp như thế này thì bắt kiểu gì đây? Ghi được 4, 3 bàn vào lưới của tôi cũng không phải đơn giản nha. Thì là tôi cũng phải đẩy đội hình cao lên đá cho nó mãn nhãn đấy, nhưng mà phải ghi. Dễ nhở? Những pha này thì sở trường của Benzema rồi. Rút xa, đặt lóng rất mê điền. Benzema. Chuyền 2. Khó quá. Với những thằng như Tony như thế này nó rút cực kỳ ảo. Ếm đê. Và dứt điểm cuối cùng của Danima. Pha dọn cỗ rồi.